Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện này. lăng mộ mai trực tiếp mở miệng hỏi vừa rồi trong điện thoại con trai có nói với mình con trai phát hiện hồ bơi của công ty có chút vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên trong công ty phòng thủy của hồ bơi này có chút vấn đề nhưng hiện nay con vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của vấn đề trong hồ bơi này ở đâu cần phải tìm người giúp một việc nghe được vấn đề phòng thủy lăng mộ mai cùng tiêu ngọc nhi cũng thấy hơi kinh ngạc nhưng không có quá nhiều khiếp sợ Lăng mộ mai biết bản lĩnh của con trai mình Mà Tiêu Ngọc Nhi vốn là người tu luyện Tuy rằng cô không quá am hiểu về phong thủy Nhưng cũng biết không ít Người tu luyện là cao thủ trong giới phong thủy Duy chỉ có trần khiết Mang theo vẻ trào phúng trên mặt Còn phong thủy nửa cơ đấy Rõ ràng chính là đang nói bậy Quốc gia đã sớm chứng minh Phong thủy chỉ là mê tín thời phong kiến giới trẻ hiện nay còn có mấy người tin tưởng phong thủy đâu kỳ chứ. Cũng đúng, loại công tử ca bất học vô thuật này, sau khi bị người ta lừa dối, đương nhiên sẽ vô cùng tin tưởng vào phong thủy. Cho dù bản thân cậu ta có tin tưởng phong thủy thật, nhưng cũng không phải là thầy phong thủy. Còn cho rằng bản thân mình có thể nhìn ra hồ bơi này có vấn đề sao? Rõ ràng chính là cố ý mượn cớ mà thôi. Em gái, anh cần em giúp anh một việc Em bơi tới vị trí này đi Phương Minh không quan tâm ánh mắt của Trần Khiết Đưa tay chỉ vị trí lúc trước hắn bơi tới Tuy rằng Tiêu Ngọc Nhi cảm thấy rất nghi ngờ Nhưng không cự tuyệt Cũng không nhăn nhó Sau khi lấy mấy vật dụng đang đeo trên người ra Trực tiếp nhảy vào giữa bể bơi Đợi khi Tiêu Ngọc Nhi đi tới vị trí Phương Minh đã chỉ định Đôi mắt của Phương Minh hơi hiếp Bởi vì hắn phát hiện vốn là khí tràn đã bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Điều này cũng chứng minh phán đoán khi trước của hắn không sai. Nguồn gốc của vấn đề xuất hiện ở vị trí này, nhưng lúc trước khi bản thân mình đi tới lại không khiến khí tràn hỗn loạn, mà em gái mình đi tới lại khiến cho khí tràn hỗn loạn. Nam nữ hữu biệt, vấn đề của ông Dương Sạp ánh mắt của phương minh đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy rõ ràng tòa nhà cao hơn trăm mét ở nơi đối diện đỉnh của tòa nhà lớn này có hình dạng của mặt kính hình thoi mà đỉnh nhọn của mặt kính thì đối diện với bên này lúc trước đương nhiên phương minh cũng nhìn thấy tòa nhà này nhưng khác với hiện nay khi tiêu ngọc nhi đứng ở vị trí kia trong bể bơi phương minh có thể cảm giác được rất rõ ràng toàn bộ khí tràn của bể bơi không ngừng hỗn loạn hơn nữa còn nhiều hơn một cổ sát khí mà cổ sát khí kia chính là từ ngoài cửa sổ bắn tới tình Tú vận chuyển năm nay là tây bắc làm càn kiền vị sinh thủy thủy là nhu lấy đao chém gì âm khí bộc phát nghịch chuyển âm dương thì ra vấn đề nằm ở chỗ này rốt cuộc thì phương minh cũng hiểu phong thủy từ vị trí này trong bể bơi bắt nguồn từ đâu rồi em gái em có cảm giác gì không nghe được câu hỏi của phương minh tiêu ngọc nhi lắc đầu ngược lại cô không cảm thấy lạ mấy chỉ cảm thấy dường như nước bể bơi hơi mát mẻ mà thôi còn cố làm ra vẻ huyền bí trần khiết một bên biểu môi cô cho rằng phương minh chỉ đang cố ý làm ra vẻ tìm lý do mà thôi lần này rốt cuộc ánh mắt của phương minh cũng nhìn về trần khiết đối với người phụ nữ đã khiêu khích bản thân mình vài lần này trong lòng của hắn cũng hơi bất mãn làm sao vậy bản thân tôi đã làm chuyện gì xấu biết cô sao sao cô cứ nói mấy lời châm chọc tôi như vậy chẳng qua thấy ánh mắt trần khiết nhìn chăm chăm tới đây phương minh nở nụ cười cười rất vui kể ra thì đã lâu rồi hắn không có bảy người tìm cho mình một chút lạc thú cũng rất tốt Dường như trợ lý Trần có vẻ không tin những lời mà tôi nói. Phương Minh nhìn về Trần Khiết trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng. Nhưng mà nụ cười kia rơi vào trong mắt của Trần Khiết chính là mang theo ý vị khiêu khích. Phương Thiếu cảm thấy tôi nên tin tưởng hay sao? Cho dù là có tổng giám đốc ở đây, Trần Khiết vẫn quyết định không để mặt tên sắc lan này. Nếu trợ lý Trần không tin, vậy trợ lý Trần không ngại đánh cuộc cùng tôi chứ? chỉ cần trợ lý trần có thể ở yên trong hồ bơi này một phút sau này mỗi lần gặp mặt trợ lý trần tôi sẽ nhượng bộ lui binh ngay lập tức được không phương minh biết trần khiết chán ghét bản thân mình tuy rằng hắn không biết sự chán ghét này đến từ đâu nhưng nghĩ đến nhất định là trần khiết không muốn nhìn thấy mình điều kiện này đối với cô ấy thật sự là tràn đầy mê hoặc mà quả thật trên mặt trần khiết đã lộ ra vẻ động tâm nếu thật sự có thể không nhìn thấy tên Sắc Lan này, quả là không còn chuyện gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Khiết nhìn về bể bơi, nhìn vị trí Tiêu Ngọc Nhi đang đứng. Cô là người miền Nam, từ nhỏ đã biết bơi, hơn nữa nước trong bể bơi này cũng không phải quá sâu, lấy chiều cao của cô hoàn toàn có thể đứng được. "Tốt, tôi đánh cuộc với cậu." Trần Khiết đáp ứng không phải chỉ là xuống nước thôi sao có tổng giám đốc đứng đây nhìn chăm chăm hẳn là tên sắc lang này cũng không thể làm gì được cô tối đa tối đa chỉ bị ánh mắt của hắn ta nhìn gian một chút mà thôi với tư cách là người phương nam ngày thường trần khiết rất hay đến bể bơi này để bơi cho nên trong tủ quần áo nơi này cũng có đồ tắm của cô đi tới khu thay quần áo của nữ mặc áo tắm sau đó lại đi tới một lần nữa Ao tắm dạng lưới chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một số bộ vị mấu chốt. Da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, vóc người mỹ lệ càng triển lộ không bỏ sót, mang theo khí chất quyến rũ, vượt xa sự ngượng ngùng của thiếu nữ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng Trần Khiết chỉ là một người bình thường, nhưng Phương Minh không thể không thừa nhận. Người phụ nữ này thật sự là vưu vật. So với hàng kiều kiều, có lẽ trên mặt nhan sắc có chút thua kém, thế nhưng vẻ thành thục quyến rũ này lại hơn hàng kiều kiều một bậc trần khiết cũng rất có tự tin đối với thân hình của mình cũng không nhìn về phương minh mà trực tiếp cất bước đi vào giữa bể bơi sau đó bơi tới vị trí tiêu ngọc nhi đứng lúc trước sau khi dừng bước trần khiết mới đưa ánh mắt nhìn về phương minh dường như đã chắc chắn lần này phương minh nhất định phải thua đây cũng không phải lần đầu cô bơi ở bể bơi này trong bể bơi này có chỗ nào mà cô chừng chưa... trong bể bơi này có chỗ nào mà cô chưa từng bơi tới chứ căn bản là không tồn tại vấn đề gì trên mặt phương minh lộ ra tươi cười đầu ngón chân phải dương lên sau đó nhẹ nhàng buông xuống biên độ động tác rất nhỏ nhỏ đến nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra nhưng mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng tần suất lại rất nhanh chỉ trong thời gian vài giây đồng hồ ngắn ngủi, đầu ngón chân của hắn đã giơ lên hạ xuống vài chục lần. Một phút đồng hồ không hề dài, ngay từ đầu trên mặt Trần Khiết còn lộ ra dáng tươi cười, nhưng sau khi 15 giây trôi qua, trên mặt cô lập tức lộ ra kinh nghi. Nguyên nhân là từ chỗ làn da truyền đến cảm giác ấm áp, hình như nhiệt độ của nước trong hồ bơi đang tăng lên. Hơn nữa, điều càng quỷ dị hơn là tốc độ tăng nhiệt độ của nước trong bể bơi này rất là nhanh. Gần như chỉ vài giây sau, nhiệt độ của nước trong bể bơi đã không khác nhiệt độ nước mà cô tắm hàng ngày. Nếu như đổi lại là lúc khác, Trần Khiết đã sớm đi ra, nhưng nghĩ đến chuyện cá cược cùng Phương Minh, cô buộc lòng phải cắn răng tiếp tục nhịn xuống. Cũng đúng là như vậy, lúc này làn da bị ngâm trong nước của cô cũng chậm rãi hiện ra màu hồng phấn toàn bộ thân hình lại nở rộ ra giống hệt một đóa hoa hồng. Đương nhiên, Lăng Mộ Mai cùng Tiêu Ngọc Nhi cũng chú ý tới màu sắc trên da của Trần Khiết. Trên mặt Lăng Mộ Mai lộ ra nghi hoặc, quay sang hỏi con trai mình. Tiểu Minh, Trần Khiết sẽ không sao chứ? Sẽ không đâu, Phương Minh đáp. Phương Minh lắc đầu. Nhiệt độ giờ phút này là nhiệt độ người thường có thể thừa nhận được chẳng qua nếu như cô gái này còn tiếp tục quật cường không đi đoán chừng thật sự có khả năng bị phỏng ở trong sinh hoạt có rất nhiều thầy cô hay cha mẹ thường kể cho con cái mình nghe chuyện con ít và nồi nước sôi nhưng đây chỉ là một câu chuyện mà thôi tình huống chân chính là khi nhiệt độ đạt tới một mức độ nhất định nhất định con ít sẽ nhảy ra ngoài tới con ít còn biết nhảy đi đừng nói là con người trừ phi Trần Khiết là một cô gái ngu ngốc. Mà ngay khi giọng nói của Phương Minh truyền ra, rốt cuộc Trần Khiết cũng không nhịn được. Bởi vì nhiệt độ lúc này đã nóng tới mức khiến da cô cảm thấy rác như bị kim châm. Không tiếp tục quan tâm đến chuyện cá cược với Phương Minh, cô trực tiếp bơi về một vị trí khác. Mà lúc đầu khi bơi đi, trên mặt Trần Khiết còn mang theo vẻ hoảng hốt. Bởi vì vị trí hiện nay của cô còn cách thành bể bơi khoảng cách cần bơi một phút mới tới. Nhưng có thể đợi khi cô bơi tới bờ, da cũng đã bị phỏng rồi. Chẳng qua cô mới chỉ bơi ra khoảng một mét, vẻ hoảng sợ trên mặt lại biến thành kinh ngạc. Bởi vì cô phát hiện, vậy mà nhiệt độ của nước ở đây rất lạnh lẽo, có sai lệch rất lớn so với vùng nước nóng ở vị trí ban đầu. Có chút không tin, Trần Khích đưa tay chạm vào vùng nước nơi cô đứng khi trước chẳng qua sau khi cô vừa vươn tay ra, lập tức thu hồi. Sau đó khuôn mặt bởi vì đau đớn mà câu có, một tay càng trở nên đỏ bừng. Đây là có chuyện gì? Trần Khiết nhìn tay mình rồi nhìn về phương minh. Cô không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói nhiệt độ của toàn bộ bể bơi này đều tăng lên, cô còn có thể hoài nghi là phương minh động tay chân. Nhưng mối chốt là nhiệt độ nước trong phần lớn bể bơi đều bình thường. Có nước trong một khu vực này thì trở nên nóng hổi. Đều nói là do phương minh dở trò quỷ. Nhưng làm sao có thể dở trò quỷ quỷ quái như vậy được? Tiểu Minh à, sao lại vậy? Lăng mộ mai cũng nhìn thấy biến hóa trên da thịt của người trần khiết. Mà cho dù không nhìn thấy biến hóa trên người cô, bà cũng biết nước bể bơi này có vấn đề. Bởi vì nơi trần khiết đứng lúc trước Lúc này nước ở nơi đó bắt đầu trở nên không còn yên lặng, mà giống hệt một bình nước đang sôi, bắt đầu không ngừng cuộn trào bốc hơi. Mẹ, đây chính là vấn đề phong thủy mà con nói. Trong hồ bơi này có tồn tại vấn đề phong thủy. Vấn đề phong thủy sao? Lăng mộ mai nhíu mày, hồ bơi này đã được xây dựng xấp xỉ 6-7 năm. Nếu như nói thật sự tồn tại vấn đề phong thủy, vì sao nhiều năm như vậy đều không phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn Lúc này Trần Khiết đã lên bờ, nét mặt vô cùng chật vật Tóc dài bị thâm ướt dán hai bên gò má đỏ ẩn Ao tắm cũng hơi bị bóc ra, lộ ra một mảng da thịt trắng bóc Nhưng lúc này cô đã không còn lòng dạ nào để ý hình tượng của mình Cũng không để ý bản thân mình đang lộ da thịt trước mặt tên háo sắc này Thời khắc này cô chỉ cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Chỉ một lòng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối với hồ bơi này. Trên đời này chú ý thăng bằng, thiên địa phân âm dương, âm dương dựng ngũ hành. Rất nhiều người thiếu khuyết ngũ hành từ khi sinh ra nên phải đặt tên coi chứa một ngũ hành nào đó để đền bù khiếm khuyết ngũ hành trong bát tự để đạt tới thiên địa cân đối. Người là như vậy mà phong thủy cũng là như thế thậm chí phong thủy càng phải để ý tới cân đối hơn cả con người mà cân đối này bao gồm âm dương cùng ngũ hành nếu như trong ngũ hành thiếu hụt sẽ xảy ra vấn đề nhưng nếu như trong ngũ hành có một loại nào đó quá nhiều cũng sẽ xảy ra vấn đề tây bắc là càng càng là kim từ trình độ nào đó mà nói thì kim đại diện cho sắc bén cho nên nếu phía tây bắc quá khô ráo sẽ rất dễ dàng xuất hiện hỏa hoạn cho nên rất nhiều thầy phong thủy đều sẽ có bố trí đặc thù cho hướng tây bắc, trong đó thường dùng nhất chính là bày hồ cá ở phía tây bắc. Phương Minh cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng nhất để giải thích vấn đề phong thủy của nơi đây. Một tầng này có tới hai hồ bơi, mà hồ bơi nữ vừa vặn ở vị trí tây bắc, cho nên từ phương diện phong thủy mà nói, xây dựng hồ bơi ở nơi này hẳn phải có lợi mới đúng. Thủy là nhu, có thể hóa giải vạn vật Chính như trong tiểu thuyết võ hiệp Lấy nhu thắng cường, lấy âm khắc dương Trong số ba người ở đây Chỉ có Tiêu Ngọc Nhi là nghe hiểu nhất Bởi vì cô là người tu luyện Đương nhiên càng có hiểu biết đối với âm dương ngũ hành Hơn Lăng Mộ Mai cùng Trần Khiết nhiều Anh à Nếu dự theo lời anh nói Đáng ra kiến tạo hồ bơi ở nơi này Phải là chuyện tốt Vậy tại sao lại xuất hiện vấn đề phong thủy Nghe được Tiêu Ngọc Nhi gọi mình là anh, Phương Minh hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới mẹ mình có thể khiến Tiêu Ngọc Nhi giải khai khúc mắt, tiếp nhận thân phận chân thật của mình dễ dàng như thế. Nguyên nhân là bởi vì mặt gương hình thoi ở ngoài cửa sổ này. Theo phương hướng ngón tay của Phương Minh, ba người lăng mộ mai đều thấy được tòa nhà lớn chừng trăm mét ở phía đối diện. Đỉnh nhọn hình thoi của tòa nhà kia vừa lúc hướng về bên này. Trong phong thủy có một từ là hình xác. Cái gọi là hình xác chính là chỉ ngoại hình hình thành sát khí. Ví như đao kiếm sát. Một số kiến trúc có hình đao kiếm đều sẽ xuất hiện sát khí như vậy. Tìm giác sát, phản cung sát các loại. Hình xác là loại sát khí phong thủy thường thấy nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cũng là loại dân chúng bình thường dễ dàng gặp được nhất thậm chí rất nhiều ông lão có kinh nghiệm đều biết, cũng sẽ biết làm thế nào để tránh khỏi. Mặt gương hình thoi này hướng về phía chúng ta, mà còn là đỉnh tim của nó hướng về bên này. Cái này có thể hình thành hai loại sát khí, một loại là dương quan sát, một loại là đỉnh tim sát. Hai loại sát khí này đều thuộc kim, cũng là hai thuộc tính thuần dương trong số thuộc tính âm dương. Hai loại sát khí này cần thời gian lâu dài ngay từ đầu còn không coi vào đâu Nhưng theo thời gian tích lũy càng lúc càng dài Sát khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn Mà chính như lý luận khác cực thì hút nhau của nam châm Hai loại sát khí này sẽ càng thêm nhắm vào tầng có hồ bơi này Những sát khí này dụng mảnh tiến vào Sẽ phá vỡ khí tràn ổn định trong tầng lầu Cũng giống như khi đâm một cây kim vào khí cầu đang ngập khí Nhất định phải tìm được một điểm Mà điểm này chính là vị trí chính giữa hồ bơi kia chỉ có điều đây là một quá trình rất chậm rãi gốc kim châm đang chậm rãi đề ép trước khi khí cầu nổi tung tuyệt đối không thể cảm giác được nhưng một khi đến điểm giới hạn kia toàn bộ khí tràn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nam dương đây là một hồ bơi nữ khi có cô gái bơi lội ở nơi này sát khí phía ngoài sẽ bị hút vào như người khác phái hút nhau lại tràn vào rất dũng mảnh đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước con đứng ở khu vực kia nhưng nước trong bể không có thay đổi. Không đúng. Trần Khiết đột nhiên cắt đứt lời của Phương Minh nói. Nếu là như vậy, vậy tại sao trước đây chúng tôi không cảm nhận được? Vừa vặn hôm nay, cậu đến đây mới có thể phát hiện ra vấn đề này. Phương Minh cười cười đáp. Đó là bởi vì tôi vận dụng một số thủ đoạn, biên số sát khí tụ tập vào đây trở nên lớn hơn. Lúc này mới có thể khiến cho cô cảm giác được bằng không mà nói tối thiểu còn cần thời gian 3 năm, sát khí nơi này mới có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Phương Minh rất rõ ràng, nếu như hắn không tới, đợi sau 3 năm chắc chắn sẽ có chuyện bất trắc xảy ra ở nơi này, thậm chí là sẽ có người chết. Phong thủy chú ý một loại cân đối, nhưng sát khí cũng giống như vậy. Một ví dụ đơn giản, trong một sân rộng tràn ngập ánh sáng mặt trời, đột nhiên xuất hiện một cái cây. Mà dưới tàn cây này là nơi duy nhất không bị ánh sáng mặt trời chiếu đến. Như vậy mấy người tránh nắng dưới bóng cây này sẽ có cảm giác so với những nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới khác, sự âm lạnh của nơi này có vẻ không bằng. Đây là một thực nghiệm rất đơn giản. Dưới ánh sáng mặt trời bung một cây dù ngay dưới mảnh đất trống, cùng với việc cưa cách một khoảng cách nhất định lại che 10 cây dù có lẽ khi dùng dụng cụ đo nhiệt độ sẽ đo được nhiệt độ di tán cây dù của hai nơi này là giống nhau nhưng nó lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người đứng dưới cây dù nếu đứng dưới một tán dù kia hẳn sẽ có cảm giác oi bức hơn nơi còn lại bởi vì dung quan sát chỉ hướng về một tán dù duy nhất đạo lý này cũng giống như tầng lầu này toàn bộ tòa nhà duy chỉ có tầng này có hồ bơi sát khí phía ngoài cũng chính là vì nguyên nhân này mà tập trung vào tầng lầu này nhiều hơn đương nhiên tác dụng hóa sát của hồ bơi này cũng tốt hơn những tầng lầu còn lại nhưng mấu chốt là nó không chịu nổi sát khí liên tục không ngừng khi sát khí từ bên ngoài tràn vào phá vỡ cân đối bên trong phong thủy của nơi này sẽ bị phá hư hồ bơi này sẽ không còn tác dụng hóa sát về phần tại sao bên phía hồ bơi nam không xuất hiện vấn đề như vậy Là bởi vì người bơi trong hồ Đều là nam Nam thuần dương vừa vặn trung hòa Âm khí hồ bơi mang tới Cứ như vậy liền đảm bảo Bể bơi có thể âm dương hòa hợp Cho nên đối với sát khí Từ bên ngoài mà nói Hồ bơi nam không khác gì mấy tầng lầu khác Cái này cũng có đạo lý Giống với gió nổi lên trên đài Chỉ cần là người sinh hoạt ở phía nam đều biết Khi gió nổi lên trên đài cửa sổ và cửa chính đều phải được đóng kỹ. Làm vậy mới có thể khiến cho khí áp trong căn phòng giữ vững một loại cân đối với khí áp bên ngoài. Từ đó cửa sổ và cửa chính sẽ không bị gió thổi bay vỡ. Ngay xong lời giải thích của Phương Minh, đám người lăng mộ mai mới lộ ra vẻ mừng tỉnh đại ngộ. Thì ra vấn đề là như vậy. Vậy Tiểu Minh à, còn nói hiện tại phải làm sao mới cứu được đây? liên quan đến an toàn của nhân viên trong công ty đương nhiên lăng mộ mai không dám xem thường biện pháp bổ túc có hai loại một loại là, là biến hồ bơi nữ này thành hồ bơi nam chẳng qua nếu chúng ta làm như vậy thời gian lâu dài sẽ dẫn tới một hồ bơi khác cũng xảy ra vấn đề phương minh suy nghĩ một chút đây chỉ là một phương pháp xử lý trị ngọn không trị gốc mà lăng mộ mai cũng nhíu mày bởi vì bà cũng nghĩ đến điểm này đương nhiên biện pháp tốt nhất là hồ bơi không phân biệt nam nữ chẳng qua như vậy cũng không thích hợp nếu tất cả nhân viên trong công ty đều bơi chung trong một hồ bơi sẽ dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề không kể tới một số nhân viên nữ vì muốn thăng chức mà quyến rũ cao tầng cũng rất dễ hình thành những chuyện ngoại tình gì gì dù sau đầu năm nay rất nhiều người kết hôn đều là vì đã tới tuổi kết hôn rồi tìm một đối tượng bản thân không thấy ghét sau đó lập tức kết hôn. Mà nếu bọn họ gặp được người tốt hơn, ai biết có thể ngoại tình hay không? Thiết kế hồ bơi như vậy chẳng khác nào thành nơi để cho mọi người trần trụi gặp nhau, lại càng dễ hình thành loại nguy cơ này. Một biện pháp khác là trồng cây. Có thể trồng một số thực vật xanh ở bên cạnh cửa sổ. Đến lúc đó con sẽ vẽ một bản vẽ xác định rõ phương vị bố trí mấy cây xanh này ở những nơi con đã vẽ là có thể từ từ hóa giải những sát khí này thực vật là vật có tác dụng hoa sắc mạnh mẽ nhất thế giới này nó không chỉ hấp thu carbon dioxide cung cấp oxy đơn giản như vậy được rồi đến lúc đó con lại đưa cho mẹ một tấm bản đồ là được vấn đề này đến lúc đó để trần khiết chịu trách nhiệm đi với tư cách là tổng giám đốc Đương nhiên là lăng mộ mai không có thời gian đi làm mấy việc tạm nham này, lập tức đưa mắt nhìn sang Trần Khiết. Mà lúc này nét mặt của Trần Khiết cũng có chút cổ quái, có chút ngừng ngùng nhưng lại mang theo xấu hổ. Cho tới bây giờ Trần Khiết đã biết mình hiểu nhầm con trai của tổng giám đốc rồi. Người này hẳn không phải là sắc lan gì, chi ít không phải cố ý muôn chiến tiện nghi của mình. Nhưng cô vẫn không thể nào buông bỏ mặt mũi, đứng ra xin lỗi cậu ta cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Phương Minh cũng không quá để ý đối với thái độ của Trần Khiết, bởi vì hắn căn bản không hề có một chút suy nghĩ gì đối với Trần Khiết. Trong lòng cô gái này nghĩ ra sao, đương nhiên không liên quan với hắn. Vẽ một bản đồ phương vị là chuyện tương đối đơn giản, Phương Minh ngồi trong phòng làm việc của mẹ mình hơn 10 phút đã vẽ xong, mà sau khi vẽ xong bản đồ này, hắn cũng không tiếp tục ở lại tòa nhà. Mà lên xe đi về phía phố đồ Cổ Về phần Tiêu Ngọc Nhi Thì vẫn lưu lại nơi đây Bởi vì Lăng Mộ Mai còn có rất nhiều lời Muốn nói với con gái Con gái mình mất tích hơn 20 năm Đương nhiên người làm mẹ như bà Rất muốn hiểu rõ hơn 20 năm này Con bé đã sống ra sao Phương Minh rời khỏi tòa nhà Trực tiếp đón một chiếc xe taxi Quay trở về Vũ Đạo Quán Đương nhiên sợ dị hắn sẽ đến Vũ Đào Quán cũng là bởi vì có người đang chờ hắn. Trong vu đạo quán, một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống, đang nhàn nhã ngồi ở tầng 2, vị trí vốn thuộc về phương minh. Một đôi chân thon dài thẳng tắp, gác trên bàn. Móng chân thon dài đẹp mắt được sơn màu hồng, khiến người không nhìn được muốn xoa xoa. Một cặp chân dài đẹp như vậy, cho dù hiện nay đang là mùa đông giá rét, nhưng vẫn chỉ mang một đôi tất mỏng tất chân trắng mỏng càng tăng thêm mấy phần mê người. Trên thân là một bộ áo lông màu trắng, lộ ra áo dài thon gọn bên trong, cộng thêm một đôi núi đôi không ngừng chập chùng thật sự là vô cùng bắt mắt trêu chọc người. Tôi nói, dẫu gì cô cũng là một đại minh tinh, tư thế ngồi như vậy cũng không sợ bị người ta tuồn ra ngoài mà mất fan hâm mộ hay sao. Phương Minh vừa đi lên tầng 2, Thấy tư thế ngồi của Hàng Kiều Kiều Có chút bất đắc dĩ Dường như chị đại này Vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thục nữ Bị lộ ra ngoài sao Ai dám làm lộ ảnh của chị đây ra ngoài Hay cậu cảm thấy Tư thế của chị đây chưa đúng Hay là chị đây nên đổi một tư thế khác Hàng Kiều Kiều thấy Phương Minh đi lên Đặt hai chân xuống khép chặt nghiêng một góc 45 độ Hai tay cũng đặt ở chỗ đầu gối bày ra tư thế vô cùng thục nữ. Công tử à, công tử xem, tôi ngộ như vậy có được chưa? Lúc nói chuyện, đôi mắt to tròn của hàng kiều kiều còn chớp chớp, khiến Phương Minh có chút ăn không tiêu. Chỉ có thể thầm mắng một tiếng trong lòng, yêu tình kia ngày càng câu hồn. Sắp bước sang năm mới rồi, không phải cô nên bận rộn nhiều việc hơn sao? Dựa theo hiểu biết của Phương Minh, càng đến gần cuối năm thì mấy minh tinh như hàng kiều kiều càng bận rộn. Đủ loại tiệc tối còn có đủ loại tiệc của đài truyền hình. Chỉ cần là minh tinh đang nổi gần như đều sẽ được mời tới. Đừng nói là minh tinh hàng nhất như hàng kiều kiều. Tôi thì có thể bận chuyện gì được. Mấy chương trình cuối năm của đài truyền hình đã được ghi âm xong từ sớm rồi. Chẳng qua lúc này tôi đến là thật sự có chuyện cần tìm cậu đó. Nét mặt của hàng kiều kiều cũng trở nên nghiêm túc, nhìn Phương Minh cậu có biết cổ mạng đồng hay không? Nghe được lời của hàng kiều kiều, phương minh nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tại sao đột nhiên cô hỏi vấn đề này? Cổ mạng đồng, cu ma thần. Cái tên này đối với phần lớn người mà nói là cực kỳ xa lạ, bởi vì đây không phải đồ vật của người trong nước mà là hàng ngoại nhập tới từ nước ngoài. Chỉ có người tương đối quen thuộc Phật giáo nhất là với Phật giáo bên Thái Lan mới sẽ biết danh từ Kumathon bởi vì từ Kumathon này bắt nguồn từ Thái Lan ở Thái Lan có cao tăng pháp sư tiến hành luyện chế mấy đứa bé sảy thai hoặc chết non đem linh hồn của chúng đặt vào trong những tài liệu đặc biệt dùng để luyện chế búp bê mà sau đó búp bê trẻ con này sẽ có rất nhiều bản lĩnh đặc thù trông coi cửa nhà bảo vệ bình an giữ tài thay đổi vận thế. Nhìn đến đây, hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ đến việc dưỡng tiểu quỷ trong nước, nhất là ở Hương Giang bên kia. Dưỡng tiểu quỷ cực kỳ lưu hành, mà tác dụng lớn nhất của việc dưỡng tiểu quỷ chính là đổi vận. Tài vận, đào hoa, sự nghiệp, những thứ này là những thứ thường cầu dưỡng tiểu quỷ nhất, mà quả thật, dưỡng tiểu quỷ có thể mang đến những vận số này mà nguyên nhân Phương Minh cau mày, bởi vì tuy rằng dưỡng tiểu quỷ không bị giới tu luyện ngăn cấm, nhưng đây cũng là một loại tà thuật, bởi vì người quỷ rốt cuộc là khác biệt, dưỡng tiểu quỷ rất dễ dàng nhiễm âm khí. Âm khí này không chỉ ăn mòn thọ mệnh của con người, quan trọng nhất là một khi nuôi nó rồi, vậy đời này chẳng khác nào đã bị trói chặt. Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó, dưỡng tiểu quỷ càng là như thế vì thay đổi vận thế mà nuôi tiểu quỷ, đợi khi đạt thành mục tiêu, gần như không có khả năng bỏ rơi tiểu quỷ này, chỉ có thể thờ phụng tiểu quỷ cả đời, đến cuối cùng cuộc sống sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa còn có một điều rất quan trọng, muốn tiểu quỷ mình nuôi có thể mang đến cho mình trợ giúp càng lớn, vậy thì phải có yêu cầu càng cao đối với tiểu quỷ, mà tiểu quỷ có oán khí càng nặng cũng càng lợi hại mà càng về sau, những tiểu quỷ này còn có thể phản ngược, quay lại phản chủ. Chính bởi vì dưỡng tiểu quỷ có nhiều nguy hại, cho nên rất nhiều người đã có ý đồ với Kumathon của quốc gia lân cận. Kumathon cũng là đặt tiểu quỷ vào trong búp bê, nhưng bởi vì từng có cao tăng cùng pháp sư gia trị, loại Kumathon sẽ không mang đến nguy hại đối với người nuôi dưỡng nó, giống như một loại pháp khí cũng chính bởi vì điểm này, cung Thon ở nước Thái vẫn là thứ mà toàn bộ phú hào của Đông Nam Á theo đuổi. Có phú hào vì nhận được cung Thon, không tiếc quyên tặng mấy chục triệu cho chùa miếu của Thái Lan. Nói không khoa trương, toàn bộ chùa miếu Phật giáo ở Thái Lan gần như có một nửa thu nhập đều tới từ cung Manthon. Chỉ có điều phần thu nhập này không được bày ra ngoài ánh sáng, căn bản người thường không thể nào hiểu rõ. Nói cách khác Cô Man Thon là đồ tốt sao Nghe được lời giải thích của Phương Minh Hàng kiều kiều hỏi Thứ tốt ư ừ. Những lời này nếu đặt ở 200 năm trước Có lẽ còn có thể đúng Trên mặt Phương Minh Lộ ra nụ cười Có lẽ cô Man Thon tốt hơn là dưỡng tiểu quỷ Dân đó là đã là chuyện Ở hơn 200 năm trước Bây giờ cô Man Thon Căn bản cũng không khá hơn dưỡng tiểu quỷ chút nào thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả dưỡng tiểu quỷ. Là sao? Hàng Kiều Kiều có chút không hiểu, mới vừa rồi không phải hắn nói cô man thon không có gì chứng về sau sao? Khi cung không đủ cầu, liền sẽ có người động tâm tư khác. Ánh mắt của Phương Minh nhìn hàng kiều kiều, giải thích nói. Khi cô Man Thon mới xuất hiện, lúc đó không ít đứa bé vì ngoài y muốn mà chết non mà người nhà không tiếp thụ được loại đả kích này, cho nên mới tìm cao tăng cùng pháp sư, hy vọng có thể khiến hồn phách của con họ lưu lại làm bạn với họ. Cho nên người nuôi cu man thon lúc ấy, hồn phách của đứa bé bên trong cu man thon vốn chính là thân nhân của họ, tự nhiên sẽ không làm thương tổn gì đến họ, ngược lại còn có thể phù hộ người nhà bình an. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cu man thon hữu dụng mà sau khi Thon nổi danh trên toàn bộ thế giới vô số phú hào chen chúc tới những phú hào này có tiền bọn họ chỉ cần Thon. nhưng hàng năm dù là toàn bộ thái lan nhưng liệu có bao nhiêu đứa bé sẽ thật sự chết yểu đây hơn nữa lại có bao nhiêu cha mẹ nguyện ý luyện chế đứa con của mình thành Thon? đã không có hồn phách của mấy đứa bé thì không thể nào luyện chế Thon. cũng đồng nghĩa với việc không thể kiếm được tiền từ những phú hào này Chính là dưới tình huống này, ở Thái Lan có một ngành nghề đặc thù ra đời. Là ngành nghề gì? Hàng Kiều Kiều mơ hồ đoán được một điểm chỉ là không dám xác nhận. Buôn bán hồn phát của trẻ con. Nét mặt Phương Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không khác gì so với bọn buôn người. Dẫn điểm âm u trong nghề này dù tôi không nói, nhưng hẳn là cô cũng có thể đoán ra. Hàng Kiều Kiều im lặng bởi vì cô biết bọn buôn người tàn nhẫn ra sao có một vài gia đình bởi vì nghèo khó sau khi sinh con ra lại không thể nào nuôi lựa chọn bán đứa bé đi kỳ thật chỉ là loại này thì còn chưa tính là gì ít nhất những gia đình có thể mua con nhỏ cũng không phải là nhà nghèo sau khi đứa bé được mua về cũng sẽ trải qua cuộc sống không tội nhưng sợ nhất chính là đứa bé bị bọn buôn người trộm đi sau khi bọn buôn người bắt cóc mấy đứa bé này thật ra cũng sẽ không bán cho mấy kẻ có tiền. Bởi vì bình thường, những kẻ có tiền này đều không cần mua đứa bé làm gì, cho dù thật sự không thể sinh, nhưng vẫn có thể nhận con nuôi. Vì thế, những người thật sự cần mua đứa bé từ tay bọn buôn người, ngược lại chính là một số người có cuộc sống tương đối gian khổ. Rất nhiều gia đình ở vùng núi hoặc là nông thôn, bởi vì một số nguyên nhân mà những gia đình này không thể sinh dục, hoặc có lẽ không thể nào sinh con trai mới muốn mua đứa bé từ trong tay bọn buôn người Nhưng đứa bé gặp phải tình cảnh như vậy chi ít còn có thể sống được còn có một số bọn buôn người hung ác sau khi lừa bắt được đứa bé lại không bán những đứa bé này đi ngược lại cắt đứt chân của đứa bé sau đó bắt đứa bé đi ăn xin đương nhiên trong những năm gần đây loại tình huống này cũng đã ít đi nhiều dù sao sau khi truyền thông làm rùm beng chuyện này lên phần lớn bách tính đều đã biết. Mỗi khi gặp phải những đứa bé ăn xin giống như vậy, không ít người vẫn sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Cũng chính bởi vì điểm này, rất nhiều người buôn lậu càng thêm phát rồ mất trí. Sau khi bắt cóc mấy đứa nhỏ, lại ban hết nội tạng của đứa bé cho lũ buôn bán nội tạng, tàn nhẫn cướp đoạt tánh mạng của những đứa bé, hoặc là bán đứa bé cho một số tổ chức phạm tội, khiến những đứa bé này bị tẩy não từ nhỏ trở thành sát thủ của một số tổ chức phạm tội. Nhất là một số cô gái, số phận càng thêm bi thảm. Hàng Kiều Kiều hiểu rõ những điều này, đương nhiên cũng biết sự kinh khủng của cô Man Thon mà Phương Minh nói. Vì lợi ích, sợ rằng một ít người sẽ cố ý hạ sát đứa bé, hoặc là cố ý hãm hại người khác khiến đứa bé chết non. Dùng cách này để thu đoạt hồn phách của đứa bé luyện chế cùng manh thòng. Không phải hồn phách của đứa bé nào cũng có thể luyện chế thành cua man thon. Có đôi khi trong 10 hồn phách trẻ con, chỉ có thể có một hồn phách là luyện chế thành cua man thon được. Nói cách khác, đằng sau một cua man thon chính là tính mệnh của 10 đứa bé, thậm chí còn có thể thêm vào 10 gia đình vô tội. Giọng điệu của Phương Minh có chút lạnh lẽo, điểm khiến cua man thon càng buồn nôn hơn so với dưỡng tiểu quỷ là ở chỗ người nhận được cua man thon căn bản người này không cần biết là lịch hồn phách của đứa bé bên trong cô man thòn. Nhưng dưỡng tiểu quỷ thì khác, nuôi một con tiểu quỷ cần phải biết tên còn có ngày sinh tháng đẻ của tiểu quỷ này. Như vậy tất nhiên có thể biết được quá khứ của đứa bé. Bởi vì biết quá khứ của tiểu quỷ, nếu như tiểu quỷ này bị người ta hại chết, rất nhiều người sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng nuôi cô manh thon thì khác, bởi vì không biết cho nên có thể yên tâm thoải mái cung phụng cũng giống như vậy chính bởi vì điểm này mà mấy tổ chức tà ác bên thái lan mới sát hại đứa bé không cố kỵ không sợ bị người khác phát hiện ra nếu nói như vậy căn bản cu man thon này không thể nào nuôi rồi hoàn hảo trước đây khi bạn tôi nói biết tôi tôi đã cự tuyệt hàng kiều kiều lộ ra dáng vẻ lòng còn sợ hãi đoạn thời gian trước cô đã từng tới thái lan một chuyến để quay phim lúc đó mấy minh tinh khác trong đoàn làm phim đều đi chùa miếu cầu cù man thon chỉ có cô bởi vì trên người còn mang phù bình an của phương minh cho cho nên mới không mua thật đúng là cù man thon một năm cũng không thể nào chế ra được mấy cái làm sao có thể cho người ngoài mua được phần lớn người nước ngoài đến bên kia mua được cù man thon hoặc là đồ giả hoặc chính là cù man thon tràn đầy máu tanh đằng sau cô man thon như vậy còn nguy hại hơn cả dưỡng tiểu quỷ rất nhiều. Chỉ là nhiều người không biết chuyện mà thôi. Phương Minh biết, mấy năm gần đây, bởi vì người trong nước càng lúc càng giàu có, cộng thêm dễ dàng tới Thái Lan hơn, cho nên cũng rất nhiều người tới Thái Lan du lịch, mà trong thời gian tới Thái Lan du lịch đã bị dụ mua mấy thứ này. Đương nhiên, cô man thon có ích gì, nhất định là hữu dụng, nếu nó không có tác dụng cũng sẽ không được thình hành như thế. Kẻ có tiền đều không phải người ngu, nhưng tác dụng này chỉ trong thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, tác dụng phụ sẽ từ từ hiện rõ. Nhưng mà phần lớn người đều không biết những tác dụng phụ này có quan hệ với cua man thon, thậm chí còn bởi vì tác dụng của cua man thon ngay từ đầu là chạy đến Thái Lan đi tìm xin giúp đỡ. Bởi vậy gần như tương đương với cả đời này đều lâm vào trở thành dê non mặc cho người ta làm thịt vậy tôi có nên nói với bạn tôi một chút không cô ấy mới mua thon không được bao lâu hàng kiều kiều có chút vội vàng ở giới giải trí cô cũng không có nhiều bạn bè chỉ có hai ba người hơi chân thành nhiệt tình một chút tự nhiên không hy vọng thấy bạn bè xảy ra chuyện rồi người bạn kia của cô có ở thượng hải hay không nếu như có ở đây thì nói cô ấy mang thon tới những thứ này đều đã mời tới cũng không phải dễ dàng tiễn đi như vậy cô ấy ở ngay thượng hải tôi gọi điện thoại cho cô ấy trước hàng kiều kiều cầm điện thoại lên gọi một cuộc ra ngoài ngay trước mặt phương minh sau khi nói vài câu lúc này mới cúp điện thoại phương minh à tối nay cậu có bận không tối nay sao hẳn là rảnh rồi phương minh suy nghĩ một chút sau đã đáp vậy được rồi tối nay theo chị đây đi lăn lộn nha chị đây đưa cậu đi ăn uống thật là ngon đến lúc đó cậu thuận tay nhìn xem cùng bàn thon kia của bạn tôi có vấn đề gì không hàn kiều kiều đã liên lạc hẹn bạn của cô từ trong điện thoại buổi tối tổ chức một bữa tiệc phương minh biểu môi từ chối cho ý kiến tới cảnh giới này của hắn mỹ thật gì gì đã không thể nào đánh động đến hắn rồi à không chỉ có đồ ăn ngon còn có vài người đẹp nếu như những minh tinh đang hot hiện nay mà cậu coi trọng ai thì nói cho chị nha. Chị đây giúp cậu làm cô ấy quá chén, sau đó đưa lên giường giúp cho cậu. Hàng Kiều Kiều không đợi Phương Minh trả lời, vỗ vỗ bả vai của Phương Minh, nét mặt đầy nghĩa khí. Không phải cảm ơn tôi đâu, ai kêu chị đây là người tốt chứ. Cảm ơn cô, đáng tiếc tôi không có hứng thú. Phương Minh tức giận trả lời một câu. a à, cậu không có hứng với các cô ấy sao? Vậy cũng không sao, cậu nhìn tôi thử xem. Hàng Kiều Kiều đứng trước mặt Phương Minh, thổ khí như Lan, thậm chí còn cố ý hết hết. Phương Minh không biết nói gì. Khu tỉnh An, Thượng Hải Với tư cách là khu chợ trung tâm của Thượng Hải, ở đây là tất đất tất vàng chân chính, cũng có vô số khu ăn uống cùng vui chơi từ khắp các nơi buổi tối 7 giờ, một chiếc Ferrari lái vào nhà hàng hạng sang. Nếu như đổi lại ở một nơi khác, xe sang trọng như vậy tự nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý. Thế nhưng mà ở khu vực này, cho dù là người đi đường cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Không phải những người đi đường này đều là người có tiền, mà là vì ở khu vực này, bọn họ có thể nhìn thấy vô số xe sang trọng như vậy. Một trong bốn khu đô thị hạng nhất được nhà nước công nhận mà trong số 4 khu đô thị này, thủ đô cùng Thượng Hải lại mạnh hơn hai thành phố khác một bậc. Thành phố trước là mạnh về chính trị, mà thành phố sau thì mạnh về kinh tế. Mà thành phố như Thượng Hải, mặc dù không thể nào phân chia đẳng cấp rõ ràng, nhưng cũng có khu nhà giàu cùng khu người nghèo. Khu vực này vừa vặn chính là khu nhà giàu cao cấp nhất của Thượng Hải. Người có thể ăn uống tiêu phí ở nơi này đều có tài sản hơn 8 con số đương nhiên cũng đều mua được xe sang. Chỉ ít, khi Phương Minh thấy hàng kiều kiều, lái xe vào một trang viên, đậu ở khu đầu xe, xung quanh đã có đủ loại xe sang trọng đầu trước. Chỉ là một bãi đầu xe mà số xe sang ở đây phải có giá trị hơn trăm triệu. Quán cơm Lục Quốc là một quán ăn lâu đời có gần trăm năm lịch sử, đã tồn tại từ thời dân quốc, mà từ thời đó nơi này đã được coi là một quán cơm tương đối sang trọng ở Thượng Hải. Cũng chính vì vậy quán cơm lục quốc này mới có thể sở hữu một trang viên trong đô thị tất đất tất vàng như Thượng Hải. Mà cũng chính bởi vì, vì tính bảo mật của trang viên, quán cơm lục quốc rất được những người có tiền ưa thích. Nhất là đối với đại minh tinh như Hàng Kiều Kiều, nếu như xuất hiện ở những tiệm khác, dù cho tương đối mắc tiền nhưng mà tính an toàn bảo mật không thật sự tốt mà ở quán lục quốc sẽ không xuất hiện vấn đề này bởi vì cửa vào trang viên có bảo vệ không xác nhận thân phận rõ ràng thì không vào được cho nên sau khi xuống xe hàng kiều kiều không chút che lấp cứ như vậy nghênh ngang dẫn theo phương minh đi vào trong quán đều tại cậu đó cậu nói một người đàn ông như cậu vì sao lại không biết lái xe nếu như cậu biết lái xe chúng ta cũng sẽ không trễ tới mức như vậy rồi ngay được hàng kiều kiều than thở phương minh có chút bất đắc dĩ rõ ràng là người phụ nữ này trang điểm quá là lâu làm trễ giờ bây giờ còn đổ hết lên trên đầu hắn hắn thật sự không rõ người phụ nữ này cũng không phải người thích trang điểm dù sao cũng chỉ tham gia một bữa tiệc mà thôi cần gì phải cố ý lái xe về nhà trang điểm mất một giờ đồng hồ lại thêm trên đường đến bị kẹt xe vì lý do này khiến bọn họ phải tận 7 giờ rưỡi mới tới nơi này. Chỉ có thể nói, phụ nữ thật là loại động vật khó hiểu nhất trên đời. Hôm nay, Hàng Kiều Kiều mặc một bộ áo nhung ngoài màu đỏ, mà bên trong chỉ mặc một bộ váy đen dài bó sát, một đôi giày cao góc đỏ có dây. Mấy sợi dây này như hồ điệp quấn quanh đến chỗ đầu gối của cô, có vẻ thanh thuần lại quyến rũ. Thật ra khi mới vừa thấy Hàng Kiều Kiều mặc bộ đồ này, Quả thật, Phương Minh bị cô làm cho kinh diễm. Nhưng theo sau chính là một câu. Bị bệnh sao? Trời lạnh như vậy mà mang giày cao gót. Một chút nhất là ngay cả tất chân cũng không mang. Người phụ nữ này không phải là đầu óc có bệnh thì chính là ngu ngốc. Nhất là bộ váy dài màu đen kia. Càng thêm triển lộ móc người lã lướt quyến rũ không bỏ sót. Nếu không phải người phụ nữ này còn biết khoác thêm một lớp áo khoác nhung đỏ bên ngoài. Hẳn hắn đã cẩn thận dạy người phụ nữ này một khóa tư tưởng chính trị rồi. Phương Minh à, có phải cậu đang cảm thấy rất là khó chịu hay không? Sợ vóc người hoàng mỹ của tôi bị người đàn ông khác nhìn. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Cảm giác này của cậu được gọi là tham muốn giữ lấy. Hai người chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi. Cậu không nên có cảm giác này. Đương nhiên, nếu như cậu muốn ăn vụng, chị đây có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết nha nếu không thể kiên trì được nửa giờ, tôi sẽ kiện cậu. Đối mặt với giọng điệu đê tiện bị ổi của hàng kiều kiều, Phương Minh đáp lại cô bằng một cái trừng mắt. Chẳng qua, thật sự trong vô thức, hắn không muốn thấy hàng kiều kiều ăn mặc như vậy. Chẳng qua hắn cảm thấy, hẳn bản thân mình chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè mà thôi. Yêu tình kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy, sợ rằng sẽ trêu chọc đến một số sắc lang đương nhiên Phương Minh cũng không biết. Ngày thường căn bản Hàng Kiều Kiều sẽ không trang điểm ăn mặc như vậy. Chẳng qua Hàng Kiều Kiều sẽ không nói cho Phương Minh biết điều này. Dưới sự dẫn dắt của Lễ Tân, hai người Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều đi vào trong một ghế lô ở lầu 2. Để cửa phòng ra, âm thanh oanh oanh yên yến bắt đầu từ bên trong truyền ra. Không thể không nói, thiết kế cách âm trong ghế lô này vô cùng tốt. Bởi vì đứng bên ngoài tuyệt đối không thể nghe được chút âm thanh gì. Ngay khoảnh khắc khi cửa được mở ra, ánh mắt đầu tiên của người bên trong đã rơi vào trên người hàng kiều kiều. Chẳng qua rất nhanh chuyển ánh mắt rơi vào người phương minh đứng sau lưng hàng kiều kiều. Trong ánh mắt vui vẻ của đám người bên trong hiện ra khiếp sợ. Bởi vì cho tới bây giờ, các cô chưa từng thấy bên cạnh hàng kiều kiều xuất hiện bất kỳ một người khác phái nào. Nhất là còn trong buổi hội tụ toàn mấy người bạn thân thiết như hôm nay trong khi mấy cô gái đang quan sát phương minh phương minh cũng đều đang quan sát mấy người này ghế lô rất lớn là ghế lô có thêm phòng bên trong cũng chính là nơi để nghỉ ngơi mà trên bàn cơm này thì có năm cô gái đang ngồi có thể nói giá trị nhan sắc của năm cô gái này đều cực kỳ cao hơn nữa mỗi người đều có vẻ mỹ lệ riêng quan trọng nhất có lẽ vì nhiệt độ trong gian phòng hơi cao những cô gái này đều ăn mặc vô cùng đơn bạc thoạt nhìn rất thu hút ánh mắt của người khác. Tuy rằng Phương Minh không quan tâm giới giải trí, cũng không mấy khi xem tivi, nhưng trong này có hai cô gái hắn vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Không có biện pháp, không ít biện quảng cáo ở bên ngoài đều do hai người này là người mẫu quảng cáo. Hắn muốn không nhận ra cũng không được. Toàn bộ ghế lô lâm vào yên tĩnh. Hàng Kiều Kiều biết trong lòng mấy yêu tinh này đang suy nghĩ gì. Chẳng qua Cô rất lờ đảnh đi thẳng vào, sau đó cởi áo khoác trên người đặt trên ghế salon, trực tiếp kéo một cái ghế ra ngồi. Hàng Kiều Kiều im lặng không nói, đương nhiên Phương Minh cũng không mở miệng, mà mỉm cười ngồi bên cạnh Hàng Kiều Kiều. "Chị Kiều Kiều, hôm nay chị thật xinh đẹp." "Kiều Kiều à, em không định giới thiệu người này một chút sao?" Một cô gái tuổi tác có hơi lớn đầy thâm ý nhìn về Hàng Kiều Kiều đồng thời ánh mắt quét về phương minh cô ấy rất hiểu hàng kiều kiều nếu như nói toàn bộ giới giải trí có nữ minh tinh nào chưa hề có chuyện xấu thì đó chính là hàng kiều kiều trong giới giải trí hàng kiều kiều có rất nhiều tài nguyên mà cũng có tin đồn hàng kiều kiều được một nhân vật lớn nào đó độc chiếm thật ra cô cũng ôm ý nghĩ như vậy nhưng rõ ràng người trẻ tuổi trước mặt này không giống đại nhân vật cho lắm cậu ấy sao không phải mọi người trong giới có tin đồn Em được một kim chủ tai to mặt lớn nào bao nuôi sao Cậu ấy chính là kim chủ của em đó Lúc Hàng Kiều Kiều nói lời này Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười Nghe thấy những lời cô nói Trên mặt năm cô gái ở đây Đều lộ ra khiếp sợ Người trẻ tuổi này Thật sự là kim chủ của Hàng Kiều Kiều sao Chẳng qua rất nhanh Một người trong đó lập tức kịp phản ứng Nào có kim chủ nào trẻ tuổi như vậy chứ kiều kiều à đây là bạn trai của em đúng không không phải cậu ấy là kim chủ của em đó người ta đã có bạn gái rồi chẳng qua là em cam nguyện làm tiểu tam mà thôi không có biện pháp nào đầu năm nay đều muốn lăn lộn trong giới giải trí không có chủ dựa làm sao mà được cũng may là bắp đùi của kim chủ này đủ lớn hơn nữa cũng không tính là già em làm tiểu tam cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện hơn nhiều vẻ mặt của hàng kiều kiều rất chân thành những lời nói ra lại khiến cho mấy vị nữ minh tinh này sửng sốt một chút nguyên một đám dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá phương minh đầu năm nay kim chủ cũng có phân chia đẳng cấp nữ minh tinh có thân phận địa vị càng cao thì thực lực của kim chủ đằng sau lưng cũng càng thêm hùng hậu nói không khoa trương chút nào lấy nhân khí cùng địa vị của hàng kiều kiều hiện nay có thể làm kim chủ của cô ấy tuyệt đối phải là phú hào có tài sản lọt vào top 50 trong nước hoặc là nhân vật lớn trong quan trường. Cho dù phú nhị đại cùng quan nhị đại cũng không đủ tư cách, phải là tầng lớp cha chú của phú nhị đại cùng quan nhị đại mới được. Nhưng mà người thanh niên trước mặt trẻ tuổi như vậy đương nhiên không thể nào là nhân vật lớn trên quan trường. Như vậy khả năng duy nhất chính là phú hào. Nhưng nếu như trong nước có người trẻ tuổi như vậy, lọt tóc người giàu đứng đầu các cô không thể không biết. Dù sao, thật ra mục đích của phần lớn nữ minh tinh tồn tại trong giới giải trí chính là vì trở thành trò giải trí cho những phú hào này. Những cuộc thi hoa hậu, những cuộc tuyển chọn người mẫu hay những cuộc thi tuyển chọn gương mặt minh tinh mới, những cô gái xinh đẹp này đã sớm được những phú hào kia dự định, nếu như cô muốn xuất đạo thì nhất định phải trải qua những việc này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều nữ minh tinh chỉ có hai lựa chọn khi lập gia đình. Một là gả vào cho nhà giàu có, một là gả cho người trong nghề. Mà nguyên nhân gả cho nhà giàu rất đơn giản. Những phú hào kia vốn chính là kim chủ của cô ấy. Về phần gả cho người trong nghề, vậy cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đều giống nhau mà thôi. Nếu như lời này không phải từ trong miệng hàng kiều kiều nói ra, có đánh chết các cô ấy đều sẽ không tin. Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Yêu tinh hàng kiều kiều này là cố ý nói như vậy. cố ý khiến cho mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của hai người. Nhưng nếu cậu giải thích, thật đúng là không tiện giải thích. Chẳng lẽ nói hai người là bạn nối khố với nhau sao? Kim chủ thật lớn, còn không mau mau ngồi xuống đây đi. À đúng rồi, kim chủ lớn tôn quý như vậy. Tự nhiên phải cần tôi đến hầu hạ một chút ngón tay của hàng kiều kiều lướt qua cổ phương minh sau đó dần dần đi xuống dưới đụng chạm áo khoác ngoài của phương minh phương minh lùi về sau một bước cuối cùng vẫn tự mình chủ động cởi áo khoác ngoài ra ngồi xuống vị trí kia tôi là phương minh phương minh đơn giản giới thiệu chẳng qua đây ngược lại rất phù hợp với cách làm của lão đại lão đại sao vẫn luôn ít nói chuyện giống như rất nhiều người vẫn cho rằng là nam thần nên lạnh lẽo cô quạnh chào cậu phương có phương minh ở đây mấy vị nữ minh tinh này cũng không còn thoải mái như trước lần này những nữ minh tinh như các cô thầm lén tụ hội vốn không nên xuất hiện đàn ông nhưng nếu hàng kiều kiều đã dẫn theo các cô cũng không tiện hỏi thêm gì có lẽ vị kim chủ họ phương này biết ngày hôm nay hàng kiều kiều muốn tham gia tụ hội nhất định phải theo qua đây đáng chừng Hàng Kiều Kiều cũng không có cách nào cự tuyệt nên đành dẫn theo. Mấy nữ minh tinh này cũng không hề nảy sinh cảm giác khinh bỉ khi Hàng Kiều Kiều tìm Kim Chủ, bởi vì phía sau các cô ấy đã từng hoặc là hiện tại cũng đang có Kim Chủ. Có khi là theo Kim Chủ nhiều năm, sau đó tự mình lăn lộn có tiếng, lại chia tay với Kim Chủ, cũng có thể là bây giờ đang còn bị Kim Chủ chiếm lấy. Mọi người đều như nhau, ai cũng đừng khinh thường ai. Ngược lại, những người đang ở đây còn rất là hâm mộ hàng kiều kiều. Dù thế nào đi nữa, vị kim chủ họ phương này cũng rất là trẻ tuổi. Tuổi tác sắp xỉ ngang với hàng kiều kiều. Hẳn là kẻ có tiền ở tuổi này còn chưa kết hôn, cho nên thoạt nhìn hai người không khác gì một cặp đang yêu. Một nữ minh tinh, đừng nói tìm được một kim chủ cùng tuổi với mình. Nếu như chỉ lớn hơn chừng 10 tuổi, đã coi như là rất khá rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có mấy minh tinh tình nguyện làm tiểu tam cho một người đàn ông lớn hơn mình tới mấy chục tuổi. Thậm chí còn không quan tâm dư luận bêu danh, đến cuối cùng cũng muốn từ tiểu tam mà thượng vị. Kim chủ còn trẻ tuổi như thế thật sự là quá ít. Những phú nhị đại hoặc là người trẻ tuổi có bản lĩnh, có tiền chân chính là biết những chuyện xấu xa bên trong giới giải trí. Đương nhiên cũng sẽ không cưới những nữ minh tinh như các cô. Cho nên bề ngoài thoạt nhìn các nữ minh tinh đều ngăn nắp xinh đẹp, nhưng mà trên chuyện hôn nhân thì thật sự rất xấu hổ. Trên bàn cơm được bày cả bàn đồ ăn, lấy trình độ tiêu phí ở quán cơm này, một bàn đồ ăn như vậy xấp xỉ phải tiêu tốn khoảng vài chục ngàn. Đây là cuộc sống của người có tiền, tiền tay tiêu phí có thể chính là toàn bộ tiền gửi ngân hàng trong một năm của một gia đình bình thường trừ đi số tiền cần để chi tiêu trong năm đương nhiên phương minh không phải là người nghèo thậm chí từ trình độ nào mà nói chính bản thân hắn là một phú hào lớn chỉ là trong lòng hắn có chút cảm giác cảm thán mà thôi trong lúc ăn cơm cũng có lẽ vì thân phận kim chủ của phương minh đang còn đó hàng kiều kiều không ngừng gấp đồ ăn cho hắn giống như đang diễn vai tình nhân chính hiệu phương minh thì cố tình muốn cự tuyệt mà khi hắn vừa thay đổi sắc mặt Hàng Kiều Kiều lại dùng một loại nhíu mày, ẩn ẩn đưa tình, đưa mắt nhìn sang hắn. Rất có ý, nếu như hắn cự tuyệt, thì sẽ khóc rống lên ngay tại đây cho hắn coi. Phương Minh cũng chỉ có thể thôi. Rõ ràng yêu tinh Hàng Kiều Kiều muốn làm yêu, vậy để cho cô ấy tiếp tục thực hiện ý đồ là được. Chẳng qua khiến Phương Minh hơi kinh ngạc, chính là mấy món Hàng Kiều Kiều gọi cùng đồ ăn cô gấp cho hắn, đều là những thứ mà hắn thích ăn. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhất là khi hắn thấy hàng kiều kiều vừa ăn cơm, còn vừa cầm điện thoại di động nói chuyện phím cùng ai. Lòng hiếu kỳ khiến hắn đưa mắt nhìn sang. Chỉ là liếc mắt, toàn bộ mồ hôi lạnh sau lưng phương minh đều rơi xuống. Bởi vì người đang nói chuyện trời đất cùng hàng kiều kiều, không phải ai khác mà chính là Diệp Tử Du. Nói cách khác, sợ dĩ hàng kiều kiều biết mình thích ăn món gì, đều là từ trong miệng của Diệp Tử Du hỏi mà biết được. Phương Minh không biết Hàng Kiều Kiều là thông qua lý do gì để hỏi thăm, cũng không biết vì sao tâm của Tử Du lại lớn như vậy, sẽ nói cho người phụ nữ khác biết bạn trai mình thích ăn món gì. Cơm ăn được một nửa, những nữ minh tinh kia cũng buông đũa, bởi vì các cô phát hiện Phương Minh không có loại tư thái cao cao tài thượng của người có tiền đối mặt với các cô mời rượu cũng đều lễ phép đáp ứng tôn trọng thật ra là điều mà những nữ minh tinh như các cô cần nhất đừng nhìn các cô có một lượng fan đông đảo là đứa bé được truyền thông truy phủng thế nhưng trước mặt kẻ có tiền thật sự không coi vào đâu tình hình chung mà nói mỗi khi các cô mời rượu người ta để mặt mũi sẽ nhấp một hớp không để mặt mũi sẽ trực tiếp không quan tâm nhưng nếu như trái ngược nếu như những người có tiền đến mời các cô, người ta uống một ngụm thì các cô phải uống hết một ly, trên mặt còn phải miệng cưỡng vui cười. Phương Minh làm cho các cô cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, đương nhiên càng thêm tôn trọng Phương Minh, cảm thấy người này thật xứng đôi cùng hàng kiều kiều. Trong lời nói càng không ngừng nhắc tới thành tích cùng những chuyện tốt hàng kiều kiều đã làm ở giới giải trí. Đương nhiên hàng kiều kiều biết mục đích của mấy người chị em này. Không phải muốn để vị kim chủ này biết mình ưu tú, hy vọng mình có thể thượng vị từ chức tình nhân này sao? Một đám phụ nữ trò chuyện, Phương Minh càng nhiều hơn chính là lặng lặng lắng nghe. Bởi vì hắn không có hứng thú với chuyện trong giới giải trí. Chẳng qua hắn phát hiện, kỳ thực những nữ minh tinh này cũng không khác gì so với những người phụ nữ bình thường khác. Nội dung khi các cô trò chuyện không có gì hơn là gần đây có anh nào đẹp trai anh tiểu thịt tươi nào mới xuất đạo hay không gần đây có nữ minh tinh nào phát triển đến cùng một chỗ với một người nào đó nói chung chính là nhiều chuyện chính là một trong những thuộc tính vĩnh hằng của phụ nữ đang nói chuyện tới cao trào điện thoại của nữ minh tinh tên là lý tinh tinh vang lên sau khi liếc nhìn dãy số lý tinh tinh hơi có chút biến sắc cầm điện thoại đi tới phòng nghỉ bên trong tiếp nhận điện thoại đợi khi cúp điện thoại xong lại xuất hiện nét mặt của lý tinh tinh có chút bất đắc dĩ cùng khó coi nhìn về bọn người hàng kiều kiều vừa mới gọi là lãnh đạo cục thuế vụ ở thượng hải gọi điện cho tôi ông ta cũng trong quán cơm này lúc trước thấy tôi muốn tôi đi qua uống chén rượu ngay được lãnh đạo cục thuế ngoại trừ hàng kiều kiều những nữ minh tinh ở đây đều thay đổi sắc mặt có thể ở chung một chỗ với hàng kiều kiều đương nhiên danh khí của những vị nữ minh tinh này cũng không kém đều có công ty văn hóa điện ảnh và truyền thông riêng nếu như đổi lại những năm trước các cô sẽ không để ý lãnh đạo cục thuế vụ nhưng gần đây giới giải trí không còn yên bình cũng là vì vấn đề thuế rất nhiều minh tinh hạng nhất đã bị gọi đi uống trà quốc gia hiện nay đang kiểm tra trọng điểm mãn thuế đối với các công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình nên cục thuế vụ cũng trở thành một thế lực mà những minh tinh này không đắc tội nổi nhất hiện nay bởi vì các cô không thể chịu được chuyện kiểm tra này đương nhiên bên trên cũng biết điểm này cho nên cũng không định làm quá nghiêm khắc quá tuyệt chừng mực cụ thể là nằm trên người nhân viên thi hành công vụ cũng chính bởi vì điểm này đương nhiên các cô không thể đắc tội với lãnh đạo cục thuế kiều kiều à đúng là xấu hổ rồi nếu không thì Kiều Kiều và cậu Phương rời đi trước đi. Ánh mắt của Lý Tinh Tinh nhìn về hàng Kiều Kiều. Vì lãnh đạo kia chính là một sắc lan. Chẳng qua chính cô cũng không phải người giữ mình trong sạch gì. Mấy năm nay vì thường vị cũng đã âm thầm cùng bao nhiêu người có địa vị quyền thế. Cùng lắm thì lần này lại cùng người ta một lần nữa là được. Cô ấy chỉ sợ một khi sắc lan này nhìn thấy hàng Kiều Kiều lại động tâm tư gì nhưng kim chủ của hàng kiều kiều còn đang ở đây, đến lúc đó không chừng sẽ có chuyện. Chị tin tin à, không có chuyện gì đâu. Nếu như vị lãnh đạo kia muốn tới, vậy thì tới thôi. Ừ, đúng không, kim chủ à? Hàng kiều kiều nhìn về Phương Minh nói. Tôi còn chưa ăn no, không vội đi. Phương Minh đã có chút hiểu. Ngày hôm nay hàng kiều kiều kéo chính mình qua đây, hẳn cũng vì nguyên nhân muốn mình chống lưng cho các bạn của cô ấy. Hắn không đoán nhầm, quả thật là hàng kiều kiều cất giữ tâm tư như vậy. Tuy rằng chị Tinh Tinh không tính là một cô gái tốt, nhưng khi cô vừa tiến vào giới giải trí, chị Tinh Tinh đã rất cẩn thận quan tâm chăm sóc cô. Thậm chí, còn có vài lần có mấy vị tổng giám đốc có ý đồ với cô, đều là chị Tinh Tinh giúp cô nhận lấy giúp cô không tới mức bị cưỡng ép hay phong sát. Đương nhiên, Hàng Kiều Kiều không sợ bị phong sát, nhưng chị Tinh Tinh lại không biết, cho nên phần nhân tình này cô vẫn phải nhận. Mấy năm nay, chị Tinh Tinh kiếm không ít tiền, đương nhiên mức thuế cũng khá lớn. Bình thường hẳn chỉ cần chị nộp cho đủ là được, bởi vì bên trên đã đưa văn kiện xuống, chỉ cần bổ nộp thuế sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng rõ ràng lãnh đạo cục thuế vụ là cố ý muốn làm khó dễ chị Tinh Tinh muốn tiết lộ tin tức chuyện chị ấy trốn thuế ra ngoài. Một khi tin tức bị lộ ra, cho dù chị tinh tinh không cần gánh chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Tương đương với con đường minh tinh của chị ấy cũng kết thúc tại đây. Kết thúc tập 154 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.